máy đây của anh Bình Đắk Lắk, anh Bình nhá. Em để sẵn cốc nước đây anh Bình này, máy đang chảy đấy. Động cơ 1 pha. Anh nhìn thấy cái cốc nước này, đó này, thấy chưa? Em để này. Để sẵn luôn anh Bình này, thấy chưa? Để sẵn luôn nhá. Nó lắng nước này. Không, lắng nước luôn này. Không bao giờ có một tí hiện tượng sóng sánh. Em để đấy, cứ để đấy, em để đấy nguyên đấy. Đo đầu rung nha anh Bình nhá. Con này của ông Giang này chạy thì quá ngon này. Chưa? Máy ông Giang này. Chưa nổi 3 độ đúng không? Quá êm luôn, nhìn cái ly nước này biết này. Chưa? Nhìn ly nước này. Cái độc địch cứ để đấy cả ngày đấy. Còn đây vùng bi này. Có 34-35 độ thôi nhá. Đây nhá. Đó, quá êm chưa? Này, cống trục này. Con quả này. Cống trục này. Ok chưa? Đó. Còn có đồ nữa anh Bình nhá. Đồ nhá, hơi tối tí. Đồ của máy này. Ok chưa? Tầm 9, em đang đo ở xưởng đấy, xưởng em đang làm việc. Đấy, có 93 thôi. Còn nếu mà chạy mà không, nếu ở xưởng bên đang không làm việc thì chỉ rơi vào tầm dưới 90 anh Bình nhá. Đây, còn em giờ em đánh thử này. Em để ly nước đây luôn anh Bình nhá. Đánh thử anh xem này. Lên xuống nhẹ nhàng. Đó rồi. Yeah. Đấy, đây. Bề mặt của anh Bình này. Nó bóng như kiểu màu luôn, đấy như kiểu mà đánh nhám luôn ạ. Ok chưa? Đấy. Sáng mai em sẽ gửi cho anh nhá.